thì cái ưu điểm của bề này là nó rất là thông minh mọi người ạ. Đây là ví dụ đây là cái cánh khung này, à cánh cánh này, đây là huy hoàng nhé, huy hoàng. Thì đây nó có hai lỗ vít này để chúng ta điều chỉnh khe hở. Mà khe hở nó to quá thì chúng ta đẩy cái này ra. Đẩy ra nhé. Đẩy khe hở ra. Và tất cả là muôn bên có 5 con vít chúng ta bắn lại. Đây là hai con vít bắt vào cố định vào cốt của nó nhé. Cốt vào đây. Đây cốt đây. Cốt bắn khung nhé. Còn ba con vít này chúng ta sẽ bắn cố định lại bằng vít inox 4 phân. Cho dù bọn đây nhé, nó có cái hai cái càng này, nhưng mà cho dù bọn mọi người có nhét cái cây thanh chuyển động vào đây để chúng ta bắt cái chốt dài ấy, thì cũng không vướng nhé. Đây này. Đấy, vẫn không vướng nhé. Đấy, vẫn không vướng. Đó. Vẫn không vướng luôn. Rồi nhé. Không vướng. Đó. Mọi người bắt thoải mái luôn, không vướng. Bên dưới này cũng vậy. Có nghĩa là chúng ta cái khe này chúng ta vừa nhét được thanh chuyển động này, vừa nhét được cái cốt của nó nhé. Cái cốt nó nằm trong này. Cốt nằm trong này. Còn bè này đúng là 20 phân nhé. Coi mọi người xem. Đây 19 phân. 19 phân nhé. Tránh là 20 phân nhưng mà nhìn rất là to. Rất là to. Kì nó to luôn. Rất là khỏe. Đấy, đèn xì. Đây là cái bàn này cánh cánh. Cánh khung. Việc thì đang vào việc nhiều. Cắt sập. Cái này thì dùng keo vĩnh cửu nhé. Cửa sổ đây. Cửa sổ đây. Cửa sổ đây. Bao khít. Bao khít, không khít không lấy tiền. Không khít không lấy tiền. Đó. Keo vĩnh cửu nhá, chắc chắn và đẹp. Nhà anh này làm cả BMD, cả BMD và cả sinh pha nhập khẩu. Ok mọi người nhé, người xem clip hay thì like và đăng ký kênh nhé, xem những clip tiếp theo. Ai có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha, nhôm BMD, nhôm BMA, vi sinh pha, liên hệ số điện thoại nhé, mình sẽ để phần bên trên màn hình nhé. Rất là to.